cà phê với AB Thái nha anh em. AB Thái cái màu đỏ đen này đẹp ha. Xe này chắc lắm ạ. Xe này gốc gác gì tại chỗ luôn. Ngay ở đây luôn. Mà nó qua hai chủ rồi. À, chủ thứ nhất và chủ thứ hai. Chủ thứ hai là ông anh sửa xe cũng thợ nhà của em đó. Xe này ông mua cho bà xã ông bà xã làm nail á anh em, làm tóc móng tay rồi đó. Mua bà xã xài cũng khá lâu rồi. Rồi xong rồi kẹt rồi chia sẻ lên ha. Cái nắp này không phải zin nó mà đẹp vậy đâu nha. Cái nắp này mới đầu giờ em tưởng nó là sơn không á. Mà ông nói không. Ông vô hãng ông mua mới luôn. Mua mới gắn vô luôn ha. Chứ không phải sơn lại luôn, cũng không phải nắp của nó luôn. Nào đâu đó em biết là em nói hết à. Đó, xe thợ mà, anh em biết rồi. Chỉnh chút đâu có được. Kiểu gì người ta cũng phải làm cho nó ngon gia đình đi mà. Máy móc thì zin chắc lắm nha, xe này. Xe này đừng nói tới máy luôn. Giá 45 củ nha. Em báo luôn. Dàn nhựa này rất là đẹp. Nó chạy chủ yếu là chỗ chị mang đồ nè. Chút xíu đây, yếm này là phải chịu rồi. Mang nón mà hiểm đâu á anh em ha. Anh chụp này nè. À với lỗi đây. Ở đây thì có thể là người ta siết ốc rồi nè. Siết mạnh quá nó tức ha, nó tức. Đó, lỗi nhỏ lỗi lớn cỡ nào cũng phải có dưới đây nè. Cỡ nào phải có trên cái xe khá là nhiều năm. 2009 2010 tới giờ tính ra cũng 16 17 năm hết rồi. Đâu phải hết đâu. Mầm sơn zin đẹp lắm. Mầm miếng đồ nó sơn zin đó. Trước sau cũng vậy. Mầm sơn zin. Mầm tán đồ cũng còn khá là đẹp ha. Cũng còn màu đó. Làm cũ giờ anh em mua vô hãng mua xe mới. Nếu mà biết xài xe nha. Chưa chắc thằng nào qua đó đâu đó nha anh em. Có gì đó. Máy nó đi rất là đã. Tôi thẳng ra với anh em chứ xe ga là phép ít tôi chạy lắm. Xe ga. Xe ga là em ghét mỗi cái dòng này. Kể cả anh em thợ luôn. Anh em thợ anh em làm xe đâu á, anh em mua bán luôn vậy. Em thấy nhà là hay chạy xe này lắm, đặc biệt là anh em ở Sài Gòn rồi anh em thấy. Anh em lái Sài Gòn hay đi con AB Việt vào AB Thái mẫu này, nó 110 thật nha anh em. Nhưng mà cái hành trình tăng tốc của nó rất là mạnh. Nó ví dụ anh em dặn ra tới đâu rồi tốc độ đi theo tới đó nè. Chứ nó không có cần như cái dòng thế hệ xe ga Honda mới bây giờ ha. Không phải mình chơi đâu nha anh em. AB Thái em con chiếc một à. Bán rồi là thôi đó. Còn ba cái xe thế hệ mới em đầy dưới chân nè. Nhưng mà mình đánh giá một cái khách quan đó anh em. Chứ không phải mình cầm cái điện thoại lên mình quay mình chơi nè. Mình chơi xe mới mình bán xe này. Em đâu có chuyên về nhiều đâu, có một cái một à. Nhưng mà mình đánh giá cái khách quan để anh em chơi, những anh em đam mê ta hiểu. Ta hiểu được đâu, để người ta có nhiều khi ta mua ta trải nghiệm ha. Đó, chứ không phải mình chơi cái nào hết á, cái nào cũng có ưu nhược điểm hết á. Chứ không phải thằng nào mà hoàn chỉnh hết được đâu. Rồi ha, anh chị em mình thấy xe này nó liền lạc, nó cứng cáp, nó sạch đẹp. À, cái mẫu kiểu dáng không bao giờ lỗi mốt của nó thì liên hệ để ủng hộ shop em nha. Cuối clip chúc anh em coi video vui vẻ nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha anh em.